Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào các bác đến với kênh Giao Việt của em. Kênh Giao Việt của em là kênh lò rèn chuyên sản xuất ra những cái con dao nhà bếp phục vụ các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em đã xong được cái số dao em đã hoàn thiện cho các bác đặt, thì em cũng test video như mọi lần lên cho các bác coi. Thì loanh quanh luẩn quẩn cũng vẫn là cái mẫu dao nhà bếp thôi, không có gì khác lạ cả. Nhưng cơ bản là em cứ đăng lên để lấy video cho các bác lựa chọn. Các bác khách quan rồi thì em cũng không nói làm gì, mà những các bác mà có thể mới xem video của em thì các bác có thể lựa chọn những cái mẫu cụ thể, đặc biệt những dao nhà bếp một bộ to nhỏ lớn bé dài ngắn khác nhau. Cho nên các bác có quan tâm đến dao thì các bác hãy Zalo số máy này cho em. Zalo là số điện thoại này. Đấy, đặc biệt dao em không chỉ thì nhờ các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Đầu năm thì xin các bác cho em xin một like để các bác để em được khỏe kênh nó được tương tác tốt. Đấy, thì em cũng chỉ xin các bác cho em một like. Bao nhiêu bác thì bấy nhiêu bác cho em xin một like. Đấy, càng nhiều càng quý. Thì trên đây là những cái mẫu dao thì em đã hoàn thiện xong. Giờ em cũng test qua rồi em đóng gói em gửi đây. Mỗi lần mà em hoàn thiện được cái số dao thì bao nhiêu thì em sẽ đăng hết lên bấy nhiêu. Và những lúc vội quá không kịp đăng thì em cũng chỉ đóng gói và gửi đi luôn. Bây giờ chậm cho các bác 1 ngày đến 2 ngày nữa là cũng rất khó, bởi vì cứ đợi một số đông hoàn thiện rồi mới gửi một lần thì các bác xong trước lại cứ phải chờ đợi, nó rất mất thời gian. Thì lúc đó thì các bác thông cảm với em nhé, bởi vì em đóng gói em gửi đi luôn, có kịp là gửi qua Zalo cho các bác coi thôi, không đăng video được. Hôm nay em cũng xin phép là em đăng lên cái video. Đây là cái đơn dao của bác này, là bác cái đặt cái số dao trước bác cũng lấy bên em rồi. Đây là dao chặt xương dê các bác nhá. Cái này nó nặng là gần 1 kg, sống dài 7 ly, 8 ly. Đây này là cái thiết kế để chặt xương dê. Mẫu này thì mẫu trước em đã cũng test chặt sắt 6 rồi, sắt B46 rồi đấy nhá. Trước em chặt sắt hẳn sắt 6 rồi. Những con dao này về để vỡ chặt rất là xương dê, rất là cứng là này. Còn đây là con dao thái, thái xương, thái thịt dê. Thái thì em làm mỏng đúng không? Độ mỏng của nó chỉ có 1,5 ly thôi. Đấy. Và 1,5 ly siêu mỏng. Con này thì em làm này. Để gọi là dao thái mỏng. Đấy. Đây là những con này là con dao lọc thịt dê. Đấy. Dùng để lóc. Đấy. Rất là mỏng. Đây là những cái mẫu, đây này là mẫu dao chặt gà vịt, dày chỉ có 2,5 ly, gọi là chặt gà vịt, rất là gọi là nó nhẹ, cây này chỉ nhẹ tầm 4 cho đến 5 nạng thôi, 4,5 này. Đến đây cho các phụ nữ người ta cầm vào bếp người ta chặt thì nó rất là vừa tay, chặt gà vịt không bị mùa nặng quá thì sẽ sinh mỏi tay. Mỗi này thì em cũng mài rất kỹ rồi. Đây là những cái dao chặt, đây là khâu đồng, khâu inox, mẫu khâu inox nha. Còn giá thì nó là 400.000 một cây. Đây là cái mẫu dao cũng là dao chặt, đây là dao thái. Đây là cái mẫu dao thái bản rộng nha các bác nhá. Thái thì cây này là thái bản 8, lưỡi dài 21 bản 8. Mỏng có 1,5 ly. Đấy, cũng tang đầu tang cuối. Mẫu này thì mẫu này dùng nhiều bác về cũng nhầm tưởng cây này là cái cây dao chặt. Về là cũng cho lên là chặt gà vịt. Thậm chí còn nó nhẹ quá không chặt được thì đặt lên và lấy cái gì đấy ghè vào đây để hỏng.
hỏng hết nhé, hỏng hết dao. Những cái mẫu này thì các bác chỉ có thái thôi, đây như các bác đặt chuyên nghiệp thái nhiều. Đây là cái mẫu cũng là dao chặt chân giò gà vịt. Bác đã yêu cầu bác ấy cho nó cái khum khum cái cán như thế này một chút. Đây, lưỡi dài 22, bản rộng là 9,5. Sống dài 5 ly, 6 ly. Mình chặt gà vịt. Đây là những cái mẫu dao phi nê trong nhà bếp. Mỗi dao phi nê trong nhà bếp là rau củ quả và thái thịt. Cái mẫu này thì nó là cái combo trong nhà bếp rồi các bác nhá. Và đây cũng là cái mẫu dao thái vừa lắp của cái mẫu này, thì cái mẫu của bên Phúc Sen người ta làm rất nhiều. Để bác này bác cái đặt em thì bác cũng được cái mẫu của dao Phúc Sen. Mẫu dao Phúc Sen. Tiếp theo trên đây là cái mẫu dao chặt khủng, khâu inox trên dưới, sống dài 5 ly, bản rộng cái này là rộng 11 các bác nhá, lưỡi dài 22, bản rộng 11, chặt gà vịt chân giò da lăng. Đấy, cây này lặng 89 nặng, giá cây này là 500 ngàn các bác nhá. Cái bọn này thì nó là 400 ngàn. Đấy, 500 ngàn là 400 ngàn, em nói rõ luôn. Đấy, còn trên đây này cũng như nhau vậy. Tiếp theo đây là cái mẫu dao chặt gà vịt mới. Thì bác này bác ấy đưa cái mẫu này là mẫu của dao Phúc Sen, bác ấy đưa cho em này. Có cái lỗ chật này ở đầu này. Lưỡi dài ở bản dao gầy, dao chặt gà vịt, sống dày 5 ly này. Bản cái này là bản rộng chỉ có 7,5 cm. Đấy, chặt gà vịt ăn đóng rất là đẹp. Và đây nữa cũng là cái mẫu dao dao bầu vừa thái vừa chặt nhá. Đây sống cái này là dài 5 ly ở trong cổ mỏng dần ra đầu mũi các bác nhá. Đấy, nó vừa thái và vừa chặt được các bác nhá. Vừa thái và vừa chặt gà vịt được. Đấy, đây là mẫu dao bác ấy đặt em cán ốp chốt và cối khâu đây. Dao chặt hay chặt. Và đây cũng là cái mẫu dao chặt gà vịt các bác nhá. Nó cái này mẫu dao gửi đề 3, nhưng mà vừa thái vừa chặt gà vịt. Vừa thái vừa chặt. Mẫu này thì các bác từ trước đến nay các bác là rất là thích cái mẫu này, dùng đa năng trong nhà bếp. Đây là mài rất kỹ. Mài xén giấy đấy, sống cái này em cho dày đến 7 ly, chặt gà vịt rất là thích. Và tiếp theo đây là cái mẫu dao mèo, lưỡi dài 27 cm, 28 cm. Đấy, cả dao cả vỏ cán sừng trâu, cán loe đít sừng trâu. Khâu đồng, chốt đồng, bỏ bun. Đây cái mẫu vỏ này là em làm theo mẫu ở trên mạng người ta làm. Đấy, sống dày đến 7 ly, đánh bóng. Đây là cái mẫu dao mèo, nói chung là cái mẫu dao mèo thông dụng nhất. Đấy, em mài xem giấy đi. Mà mài kỹ và xén giấy đi các bác nhá. Đây là cái mẫu này thì có lá chắn các bác nhá. Và cái mẫu này thì lại không lá chắn. Cái mẫu này thì nó gầy hơn. Cái này chỉ bản rộng 5 cm, cái này bản rộng là 5,5 cm. Hai con khác nhau. Cái này thì không lá chắn. Không lá chắn, cán mun, vỏ mun. Hai cây khác nhau, cây không lá chắn và cây lá chắn. Lưỡi dài 27. Và tiếp theo đây là
Hai cây dao đi phượt, cái video của cái năm ngoái này em cũng đã làm rồi. Đây là hai cây dao đi phượt, cán nó chỉ dài có 10 cm thôi, 11 cm, và lưỡi dài 17 cm, rất là nhỏ gọn, dùng chỉ dùng những cái việc nhỏ thôi để chữ đẹp. Đấy, một cặp đấy bác đặt. Đấy, bác đặt một cặp luôn, cán và vỏ gỗ cầm chỉ. Đấy, rất là đẹp. Cặp song sinh bác ấy đặt một cặp liền về bác ấy làm quả biếu. Bác ấy làm quả biếu cho khách. Thì em cũng đã giới thiệu xong cái những cái mẫu dao em đã hoàn thiện xong nha các bác nha. Các bác có quan tâm thì các bác ủng hộ em xin một like để tương tác kênh cho nó khỏe, và các bác hãy đăng ký kênh, để theo dõi, để mà Zalo số máy này cho em. Có những cái mẫu dao nào thì các bác cứ gửi cho em nha. Rồi xin các bác một like. Đầu năm mới xin chúc các bác một sức khỏe tốt. Sau đây em cũng xin kết thúc video đây và xin chào tạm biệt các bác.